mọi người, nay mình với em mình đi tìm thấy được ổ mặt. Mới vừa thấy ổ bự lắm mọi người. Để em quay cho mọi người coi nha. Mấy bữa đi bắt trên trên núi có ổ được nhiêu, ổ được nhiêu? Bắt trên núi được ổ làm 2 lít. 2 lít hả? Ổ dưỡng mà. Đây cả nhà thành quả cả nhà. Tổ này ông anh ông dưỡng nè. Ông dưỡng trong nhà nó còn mật nhiều cái này. Mật này chắc 5 7 lít gì cả nhà. Quá trời. 5 7 lít. Lấy bọc đem ngâm rượu. Mày cái nha.
Tổ nãy bắt xuống mà giờ nó bu rồi nè. Bắt xuống này giờ nó bu rồi. Tưởng đâu mà ít mình lên 7-8 lít nè. Rồi mình kết thúc clip đây cả nha.